Xin giới thiệu quý vị khán giả, đây là màn chuẩn bị hậu trường của nhóm nhạc Cool Brother. Xin giới thiệu đây là Trần Duy Quang. Yeah. Đang rất nghiêm họng và mặc dù hôm nay hơi ho nhưng tôi sẽ cố gắng gửi đến các bạn một tác phẩm không bị lỗi. Vừa nói vừa ho. Mai xin giới thiệu Mai, đồng chí này sẽ vào nhập viện. Sau đây giới thiệu Vũ Đức Hoành. Chào các bạn. Sắp tới tôi đang chuẩn bị thay quần áo để thôi. Sau đây chúng ta sẽ mời đến nếu phần đặc biệt hấp dẫn cho màn thay quần áo của đồng chí Vũ Đức Hoành. Đây là thành viên cuối cùng, anh vừa mới luyện gam xong. Rất có thể là tí nữa sẽ có một số đoạn bị lỗi nhưng các bạn yên tâm, chúng tôi có thể lấp liếm đi được. Và anh rất yêu em. Cho mấy cái đàn ở đây cho nó đỡ. Nó chính diện mẹ bàn hình tí. Mày ăn mắt cái liếc lang lang nhau lang. Mắt cho qua những giấc mơ xưa. Thế đây cũng mắt vòng vào hả? Anh là chim. À chim. Chim là chim. À mệt quá. Anh muốn tập cùng với anh Vinh chỉ là hết.